Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Mio 125 dọn kiển nhẹ nhàng đi cùng một vài món đồ chơi cực đẹp. Được nhập khẩu nguyên chiếc Việt Nam, cái chiếc Mio 125 thế hệ mới được khắc phục những lỗi của cái đời 110cc cũ, thay đổi phần thiết kế mới để xe bắt kịp xu hướng hiện đại ngày nay, nhưng vẫn giữ được cái chất riêng theo một cách nhỏ gọn, luôn là thế mạnh của những cái mẫu xe này. Cái phần màu sắc được chiếc xe rất là ấn tượng, một cái tông màu trắng đen làm chủ đạo, kết hợp bộ tem thể thao đầy phá cách. Bộ tem tuy có chút phá cách nhưng đây cũng chính là gam màu chính của Gem 2 nước bạn. Phía phần đầu ở dùng cái dòng bao tay của XT10 và cù chung inox sáng bóng hơn. Ở dùng cho mình đồng hồ Casio, một sản phẩm sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng. Nó hoàn hảo không khác gì hàng sim theo xe, tháo lắp cũng rất dễ dàng. Ta chỉ cần câu lại dây điện có thể hiển thị một vài tính năng phụ thay thế là Vibo sử dụng. Cái mẫu này có chức năng đổi cái nền đồng hồ như các dòng Casio khác. Cái dàn chân chiếc xe tận dụng hai cột Rainbow 2 bit logo đỏ, được tinh chỉnh cái phát phù hợp với cái size đĩa là 220 của một cái dòng đĩa kiểu Rainbow được cố định thông qua cái đùm 4 lỗ chữ ốc xe da. Cái dòng heo đỏ được bấm rất nhiều đầu đồ chơi cũng rất hâm mỹ. Đi kèm phần bánh mâm nguyên bản, người chủ đã chuyển qua ứng dụng bánh căm đùm liền của SL đen nguồn in rất gọn gàng, trọng lượng nhẹ hơn. Trong khi bộ phận chơi sao tận dụng phục Holin bình dầu liền nằm dưới, người chủ đã thay đổi tem bình dầu cái màu xanh và núm tăng chỉnh đỏ để tăng thêm cái gì đó nổi bật con xe hơn. X4 110 nâng cấp đến từ những món đồ chơi đẹp của một biker đồng hấp. Sau khi về tay có một biker người đồng hấp, em ấy đã được dọn theo một cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tiềm ẩn rất nhiều khả năng ứng dụng. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Cái điểm đầu tiên chính là cái cụm của Rainbow phiên bản AZ19 đang được nhiều anh em chơi xe ưa chuộng, giá cũng khá mềm, hiệu năng cũng khá tốt. Bên cạnh là cụm tốc đồng nâu đen đi kèm hay ga của mắt em Thái cho phép cút ngắn hành trình càng nhanh hơn. Trong khi phía tay con tận dụng bản tự em phiên bản mới nhất hiện nay, nó được tinh chỉnh về mặt thiết kế phù hợp cho rất nhiều phòng phổ thông sử dụng. Lắp vào cái chiếc X4, ta thấy nó hoàn toàn không cần cắt quét quá nhiều như bên cụm phanh. Phía phần đầu người chủ đã tạo một cái lớp cao su để chống chạy. Cái phần cái đèn 2 tầng ánh sáng nó mạnh mẽ hơn, giúp chiếc xe ngầu hơn trong đêm. Trong khi cái dàn chân tận dụng cho mình là thuộc ACM, có ngoại hình được mô phỏng giống như cái sẫm đến từ Honda 110. Nhưng cái phần chán ba được chế sẵn cho dòng XR10 nên cần phải chế lại bất kỳ chiếc nào. Cái dè đặc của Honda 110 được ốp carbon vô tổ ong cũng lạ mắt, heo của Rainbow kết hợp cùng với phần đĩa thắng của Race Boy. Cái dòng heo bóng đầu đem được cái nét đẹp thẩm mỹ, lực phanh nó mạnh hơn con xe. Hai bên lốp đồi được thay đổi bằng cái sẫm đến từ SS110 với cái tông màu vàng đồng đặc trưng của dòng sẫm chính hãng, đắp được vừa cho cái dòng XT110 vừa tạo cái sự khác biệt mà không cần phải chế cháo chi tiết nào hết. Trong khi cái dòng sau thì đến từ Race Boy bình dầu rời phiên bản duy nhất một cái màu lò xo tím phi trùng, đi kèm hai chế độ tăng chỉnh cho lực đàn hồi và tốc độ hồi trả của phục phù hợp cho từng cân nặng sở thích của người dùng. Tận dụng cho mình cái mâm Race Boy 8 cây cái bản dành cho XT cho làm sử dụng không cần phải chế cháo gì thêm. Nhưng bơi qua cho cái dàn XT10 thì chúng ta phải cầu một vài chức năng thì mới làm thêm như thất lòng để bắt đồng đĩa ống chỉ cục canh vân. Chúng ta xem qua tổng thể chiếc xe lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và kiếm tiếp nhớ like, share, subscribe.